Ôi rồi. Ờ. Thôi nó cầm xuống đất chết rồi. Đứng cạnh đấy một con súp là hơi deep được thì tôi cũng chịu. Mình biết ngay cái con này, nhìn cái lưng dừa đã biết là khó ăn. Chè lên. Giờ mà quá nhanh, nhìn cái bọn con này mạnh. Đi xuống rồi đấy, đang đang ngó. Sút. Ngó nghiêng các kiểu còn đại điểm mà mình không xúc là nói đùa. Trời mình nhanh thế này rồi. Con này nhanh ạ. Đùa không thấy nghe tắt đi chứ nhỉ. Định mệnh ấy chứ, bọn học sinh cấp 3 nó lại bật nhạc chết nhá. Cảm ơn người đã xem clip của Bộ Khánh Linh hàng khủng về đội rồi.